Về chưa? Con gì nó về cạnh nằm đưa mồi, không dám ái. Tồn quá. Ấy. Dạ, cạnh nằm. Khuyên à? Không, con mào kìa. À đây con mào, từ nay cạnh nằm anh mới đang quay rồi. Có khuyên không đẹp đấy. Đâu mất rồi à? Đi rồi. Đấy, cạnh lồng nó có khuyên hay sao? Khuyên nó còn gì nữa? Có đực lại nó quát đâu. Con này đuôi xòe nhiều phết. Mãi cái con bách thanh cứ kêu bọn bổn sợ. Này cái con đéo gì về kìa. À. Ừ. Cái mái ta. Quên này. Chuyện cái mái rồi. Mái nó tăng nhỏ rồi. Ở đây con nào vào đây, con đấy nó vẩy vẩy cánh đấy nhỉ? Đâu vẩy đâu. Đấy, đấy là con đực. Nhưng một đôi nó bay sang sang này, chả biết con nào vừa về kia được cái son kia. Chả thấy quát thì là mồi không thấy quát, chắc mái, chuyện cái đấy nó dụ mái. Con vào đây đứng được cái cành đây này, vẩy 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 vẩy. Thì là đực, con đấy đực, to đẹp. Nghe bọn trèo mào nó sợ à, nghe không dám hót hết mình. Nó kia không dám vào gần đồng, sợ khi chói đi lốc. Đấy nên là mình đi bẫy chim phải có cái khẩu súng đá. Bắn không trúng vào cái cành đấy là nó sợ, nó dạt đi. Nhưng sợ mồi của mình là sợ. Mai con bạch thành. Em đang nhìn sáng rồi, với con kia đứng cạnh đồng. Ừ. Bọn bạch thành kêu còn áp cả tiếng chào mào. Ở chỗ trên cái nhà tầng kia có một đôi mào đậu kìa. Đấy, này lên rồi. Trên này, trên này. Chết à, rồi 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 anh ạ. Rồi rồi. Trên này. Chết nhá. Cảm ơn người đã xem clip của Bộ Hành Linh. Chết rồi.